là đi về quê. Trời đất ơi, thôi rồi rồi. Em thấy là bạn yêu sớm hơn em, yêu sớm hơn em. Rồi, sớm. Tôi tưởng nó mê trai hay gì chứ. Dạ không mê trai đẹp. Không mê trai đẹp. Trời ơi, đã xấu mà còn quýnh nữa. Bất công ưu đãi, trúng quà may mắn. Cơ hội rút thăm trúng 200 giải thưởng trị giá 10 triệu đồng khi mua các dòng xe của Yamaha Motor Việt Nam từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 31 tháng 10 năm 2022. Xin chào đón quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Như thường lệ thì Cát Tường sẽ mai mối cho một cặp đôi, họ đang ngồi ở đây. À, nhìn sau chiếc mặt nạ thì họ là một cặp đôi đang còn trẻ nha quý vị. Chờ Cát Tường trong ít phút nha. Rồi, tiến vào, tự tin. Có chị Tường đưa đi mà lo gì. Rồi, bên trái có cái ghế. Đó. Rồi, mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra. Rồi, bạn trai, cởi mặt nạ cưng. Rồi. Xin chào hai bạn nha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu về bản thân của mình. Trời ơi, tôi nói bà gái đẹp gái lắm đó nha. Cố gắng lên nha. Bạn trai giới thiệu trước đi. Em tên gì nè? Dạ em chào chị Cát Tường, em chào bạn gái bên kia. Dạ em tên là Cương Quốc Lê, sinh năm 1998, đang làm việc và sinh sống tại quận 12. Quận 12. Dạ. Lên là quê miền Trung hả? Dạ miền Trung chị. Miền Trung ở chỗ nào? Dạ ở Quảng Nam chị. Quảng Nam rồi, nghe giọng là nhậm miền Trung quê tôi rồi ha. Mình vào Nam lâu chưa? Em vào 6 năm rồi chị. 6 năm, ổn định cuộc sống trong này chưa? Dạ ổn định rồi chị. Dự định là sẽ ở trong đây luôn, lập nghiệp luôn hay là về quê? Cũng tùy theo bạn gái nữa, nếu mà bạn gái về quê thì em về quê, còn em sao cũng được. Rồi tùy theo vợ. Dạ. Rồi hiện tại là Lên đang làm công việc gì? Dạ Lên làm thợ dệt thun. Thợ dệt thun. Dạ. Mình dệt máy hả? Dệt công nghệ hay sao? À, dệt công nghệ, máy móc mình chỉ đứng điều chỉnh và ấy thôi. À, mình làm công việc này lâu chưa? Dạ, làm 6 năm đó chị. Là 6 năm luôn? Dạ, 6 năm. Từ hồi ngoài Quảng Nam vô là làm công việc này luôn tới giờ? Dạ. Vậy là công việc cũng ổn định rồi hả? Lương ổn không em, khá không? Dạ, cũng ok chị. À, mùa dịch có ảnh hưởng gì không? Có mất lương tháng nào? Mùa dịch em vẫn làm bị dịch từ một tháng luôn. À, bị mất tháng lương thôi chứ cũng ổn định. Vậy là cũng may mắn hơn rất nhiều người á. Có nhiều người qua cái mùa dịch là mất công ăn việc làm. Thậm chí mấy người làm chủ là coi như là thua lỗ, phải làm lại từ đầu luôn. Có dành dụm được đồng nào chưa? Dạ có chị, Có không? Đủ có tiền lấy vợ chưa? Dạ có mới đi lên hẹn hò chứ chị. À, có mới lên hẹn hò. Gia đình mình đông anh em không? Dạ gia đình có hai anh em ruột thì ba thì mất rồi. Vậy mẹ với em sống ở đâu? Dạ mẹ với anh hai ở quê. À chỉ có mình em vào trong dạ, này thôi. Vậy là cũng có anh hai lo cho mẹ ngoài đó rồi ha. Giờ tùy theo thằng này là muốn ở đâu cũng được phải không? Miễn hạnh phúc là được ha. Có tiết kiệm chưa? Dạ có rồi. Ở trong này 6 năm mua sắm được gì trong này chưa? Dạ cũng có mua 7 chiếc xe rồi, với cũng có tiết kiệm được mấy chục triệu. À có mua 7 chiếc xe hả? Xe gì? Dạ xe máy chị. Xe gì? Dạ SH chị. Trời ơi đi SH rồi nữa ha. Ngon quá. Cố gắng dành dụm thêm nha. Dạ. Ở phương xa mình lập nghiệp thì mình cố gắng gấp đôi người bình thường ở trong này mới được nha. Rồi tới phiên em gái nè. Mình là tên gì cưng? Dạ em chào chị Cát Tường. Em chào anh bên kia. Anh Lên phải không? Anh Lên. Em tên là Trần Thị Bích Phượng, sinh năm 2003, hiện tại đang học tập và ở quận 7. Là mới 19 tuổi thôi. Dạ. Trời ơi sao lên chương trình sớm vậy? Ai đăng ký cho em tham gia chương trình? Dạ em đăng ký. Là em thích chương trình. Dạ. Ở bên ngoài mình không kiếm được bạn trai hay sao em? Hầu hết là đến từ bạn cho nên là bạn nó hiểu cho nên không có quen được. Ừ. Cũng không muốn mất tình bạn nữa. À đúng rồi. Dạ. Quê em ở đâu? Dạ quê em ở Đồng Nai. Rồi lên đây lâu chưa? Dạ lên từ năm 2019. Là mình lên trên này để học hay đi làm? Dạ để đi học. Hiện giờ còn học không? Dạ hiện giờ mới học lại. Em thì em học tiếng Trung chứ không có học đại học trên này. À học tiếng Trung, hiện giờ vẫn đang còn học tiếng Trung luôn. Dạ đúng rồi. Rồi có đi làm gì không? Lúc trước thì có đi làm nhưng mà bây giờ em muốn tập trung cho việc học cho nên là em đã nghỉ công việc đó và tập trung cho việc học hơn. À, vậy là coi như ba mẹ vẫn đang nuôi? Không. Mình chứ tiền đâu đi học? Dạ làm part time, ý là em mới chỉ nghỉ công việc gần đây thôi. Bây giờ em tìm công việc part time để có nhiều thời gian để học hơn. Vậy trước đây là em làm gì trước khi mà... Dạ trước đây em làm văn phòng. Vậy là cũng lăn lộn, cũng ra đời sớm, cũng đi làm nhiều ha. Là bây giờ mình thuê nhà trên này ở hay sao em? Dạ thuê phòng trên này phòng ở. Ở quận mấy? Dạ ở quận 7. Quận 7, em là quận mấy? Dạ em quận 12. Quận... Trời ơi, anh đầu xong em ở cuối xong. Ừ, cũng vòng nữa. Dạ, chạy được vậy? Đồng, được không? Dạ, được. Chủ nhật rảnh mà, sáng ngủ dậy sớm chạy đi chơi ha. Okay, được không? Okay. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Còn điểm yếu của em là hơi ngại giao tiếp với đông người á chị. Ừ. Thí dụ như là tiệc tùng này kia thì em ngại nói chuyện. Ừ. Mình có tật xấu gì không?
Dạ có. Tật xấu gì kể cô thử. Đói thì hay bị quạo tôi. Đói thì hay bị quạo tôi. Mình nấu nướng mình tự ăn hay là mình ăn ngoài? Dạ lúc thì tự nấu, lúc thì order về ăn. Ừ. Em thì sao? Dạ em thì có người nấu cho em ăn hết. Ai vậy? Dạ đầu bếp chứ. Dạ người ta lo ăn ở hết. À chứ. Là trong cái chỗ mình làm ta lo ăn ở hết luôn. Em chỉ việc làm thôi chứ em không có nghĩ tính ăn uống gì hết. Chà như vậy đâu có xài tiền đâu ta. Thường tiền ra vô những cái khoản nào, ví dụ nói cho tụi nghe những cái khoản. Dạ, cũng có đi ra. Chơi nó vậy, cũng có ra ngồi đi chơi. Có đi chơi, chơi gì kể cho tụi nghe coi. Dạ cũng đi nhậu, đi coi phim, nói chung là cũng có tùy bạn đủ đi đâu thì mình đi đó. À, vậy nhưng mà cũng ổn ha. Điểm mạnh điểm yếu của Linh là gì nè? Dạ điểm mạnh của em thì rất nhanh nhẹn, học bát là vui vẻ với mọi người. Ừ. Còn điểm yếu thì cũng có khùng khùng với hay quên. Khùng khùng là sao? Cũng do vui tính, là nhiều lúc khùng mà tưởng mình đó là con nít hay sao. À. Nhưng mà nhiều lúc rất là nghiêm túc mà người ta không biết tuổi em. À, yeah. Lúc rảnh rỗi thì ở trong này em làm gì? Em cũng ít có thời gian rảnh lắm vậy. Ủa chứ mình làm đó mình làm sao? Em làm từ 7 rưỡi sáng đến 21 giờ luôn nên em cũng ít có thời gian rảnh, chỉ có chủ nhật là em được rảnh thôi. Chủ nhật là nghỉ cả ngày. Dạ. Vậy là giờ đi chơi bạn gái đi được ngày chủ nhật thôi. Dạ. Yeah. Mới ví dụ bạn gái muốn đi chơi ngày thường thì em sẽ xin nghỉ. Trời ơi. Rồi thôi cũng được. Em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, trải qua 4 mối tình. Dạ, trải qua 4 mối tình. Trời ơi, 19 tuổi rồi qua 4 mối tình cũng ngon lành quá ha. Rồi kể chị Tường nghe cái câu chuyện nào mà nó sâu sắc hoặc nó ảnh hưởng đến nhiều đến cái tư tưởng như cái cuộc sống của em. Mối tình mà khiến em nhớ sâu nhất là cách đây khoảng 1 năm trước. Mối tình nó như thế nào? Mình quen nhau trong cái cơ duyên nào? Chỉ là tình cờ gặp nhau ở quán thôi, xong anh nó xin số điện thoại của em, nhắn tin qua lại rồi quen nhau á. Ừ. Cũng chưa có một lời chính thức. Trong mối tình đó thì rất là nhiều chuyện xảy ra, bạo lực cả thân thể và cả lời nói nữa. Bạn nó bao nhiêu tuổi? 95. 95 là 27 rồi hả? Dạ, bây giờ là 27. Tay chân nữa hả? Dạ có. Lúc đó là hồi Tết là bạn em học chung hồi năm lớp 8 là có gọi điện cho em là hỏi em có về quê đón Tết không? Ừ. Thì em chưa kịp trả lời nữa thì bạn đó nghe được giọng con trai á, bạn nó đập máy em. Rồi bắt đầu chửi em, mời thánh em á. Rồi lúc đó cái cảm xúc của em như thế nào? Em không ngờ tới. Rồi sao lần đó chia tay luôn á hả? Dạ vẫn chưa. Mà vậy mà cũng không chịu chia tay. Em muốn biết tại sao. Có phản ứng lại không? Sức của em không phản ứng lại được. Rồi cái tao quýnh là chịu trận vậy đó. Né thôi chứ biết sao vậy. Trời đất ơi. Thôi chia tay sớm bớt đau khổ nha. Từ nay về sau là không có để cái tình trạng nó xảy ra nữa nha. Dạ. Sao thấy người cũng mạnh mẽ cá tính lắm mà sao kỳ vậy? Cha mẹ mình sinh mình ra đẹp đẽ quá trời để cho người ta quýnh. Không có được nha. Mình không có được như vậy, mình phải thương ba mẹ mình, sinh mình ra nuôi mình khôn lớn mà mình đẹp như vậy. Ai nâng niu chiều chuộng mình rất là quý trọng tình yêu nhưng mà phải trân trọng mình mới được. Dạ. Nghe chưa? Em cũng không biết sao mà em cứ dây dưa cho tới mấy tháng sau thì em có qua nhà anh đó, phát hiện ra là anh đó đã có vợ rồi. Trời đất ơi. Mấy tháng sau qua nhà có vợ rồi luôn. Dạ em thấy hình cưới. Mà lý do sao từ lúc đó em đi qua nhà anh? Qua chơi, qua ăn uống rồi thôi. Xong rồi cái anh đó, anh đi ra ngoài đi công việc á. Ừ. Em mới lọ mọ trong nhà, em thấy cái khe cửa nó có cái khung hình á. Em mới kiểu tò mò, em muốn xem cái đó là cái gì cho nên em mở ra thì em thấy hình cưới. Ủa em có hỏi anh không? Em chỉ chụp hình lại rồi gửi cho anh rồi bắt đầu em đi về nhà thôi. Rồi sau đó là dứt luôn? Dạ đúng rồi. Không còn tìm kiếm gì nữa không? Dạ không. Không có giải thích gì luôn? Dạ em chặn hết rồi. Có vợ trong nhà sao dám cho em qua? Hình như lúc đó là chị đó vừa mới sinh cho nên là đi về quê. Trời đất ơi. Thôi rồi. Rồi sao rồi còn mối tình nào khác nữa không? Cũng gần đây nhưng mà trong giai đoạn tìm hiểu cũng được mấy tháng thì cũng biết bạn nói có người yêu mấy năm ở bên nước ngoài. Trời ơi, bởi cho nói đàn ông bây giờ cũng thạch xanh thì ít mà lý thông thì nhiều. Mình còn trẻ, tích cực, năng động lên, còn rất nhiều người tốt, tình yêu rất là đẹp. Tình yêu vốn dĩ rất đẹp, chỉ có những đứa yêu nhau nó xấu với nhau thôi, chứ tình yêu rất là đẹp. Cười tươi lên, phát ra năng lượng tích cực. Một ngày nào đó là năng lượng mình truyền lên vũ trụ sẽ cử một người đàn ông đẹp đến với mình. Và quan trọng là mình phải yêu thương bản thân, mình phải tôn trọng mình thì người khác mới tôn trọng mình nha. Nghe tình trường của bạn đó em cảm thấy như thế nào? Có suy nghĩ gì? Em thấy là bạn yêu sớm hơn em. Yêu sớm bằng em. Dạ, sớm mà. Nhưng mà nghe bạn ấy bị cho bạn gì thì em... Dạ em cũng không có cái vũ phù đó chị. Em rất dễ thương. Em rất dễ thương. Nên nâng niu phụ nữ là để yêu thương chứ không phải để mà chà đạp như vậy nha. Dạ.
Rồi tình trường em sao? Yêu trễ là mấy mới yêu? Dạ em mới yêu đây thôi, em chỉ có một mối tình thôi. À dạ, em có một mối tình thì mới kết thúc đây 3 tháng thôi. Rồi. Mới có 3 tháng à? Dạ mới. Trời ơi, mối tình đã quen được bao lâu? Dạ cũng quen 3 tháng rồi chị. Là mối tình sâu đậm nhất, còn lại là... Sâu đậm nhất á, mà quen 3 tháng à? Ấy là người đó tốt với mình, người ấy từ mới quen được vậy. Còn mà sao có 3 tháng mà chia tay? Thấy người ta cũng làm việc, người ta xin đi làm chỗ này chỗ kia rồi xin cũng phải chụp công ty mà có được cái công ty nào thôi, mình cũng mệt đó. Cũng chưa có gì nhiều nên sợ cũng không lo được cho họ nên thôi quyết định bỏ luôn, Trời đất ơi! Hai đứa quyết định ra đi. Ai là người quyết định? Dạ em chị. Ta đang thất nghiệp, ta đi xin việc làm chục chỗ được cái mình bỏ ta luôn. Cũng có nhiều lý do nữa chị. Mẹ bạn đó cũng mắc nữa, với cha bạn đó thì cũng bỏ từ sớm rồi. Bỏ bạn đó lúc đó cũng 18 tuổi ấy, mà giờ hai mấy tuổi rồi. Anh em gì cũng không có nữa. Thôi em cũng quyết định thôi mình bỏ. Trời ơi bà tắt. Ủa sao kỳ vậy, rồi sao không bỏ cái lúc đầu biết vậy sao quen chi? Dạ em cũng nghĩ lúc đầu nói chuyện cho vui thôi mà cuối cùng lại quen, gặp nhau rồi quen luôn. Còn sao là sâu đậm? Ý là cái đó là em thấy là đẹp nhất thôi, còn lại là không có ai. Nó đẹp mà cũng bỏ luôn mà để đợi cổ xin việc làm xong đưa rồi bỏ, tự nhiên ta đang xin việc làm chưa được bỏ. Với bạn chuyển công ty nữa, chuyển xuống Bình Dương, lúc đó là quen bạn đó ở Long An là cũng gần. À. Dạ cái sau đó là chuyển qua Bình Dương cái thôi sao quá thôi cũng nhiều. Mối tình duy nhất đó luôn đó dạ, hả? Có một mối tình đó là duy nhất. Sâu đậm lên mức đến mức nào rồi? Cũng nắm tay hôn nhau vậy thôi chứ đâu. Vậy thôi đó hả? Yeah. Này ông hiền quá, thiệt tình luôn á, mà chơi kỳ vậy, chơi bỏ bạn gì bỏ lúc kỳ vậy. Cái người thân của bạn nó mất là mất lúc nào? Dạ mẹ bạn đó thì mất 10 năm rồi. À là mất lâu rồi, cái hoàn cảnh vậy rồi thêm về một mình rồi dạ. Đổ công em, việc nữa rồi. Em thì cái... ba cũng mất lâu rồi cái thôi. À chứ tôi tưởng đâu đang quen mà người thân người ta mất rồi bỏ luôn chứ. Dạ, không có. Bây giờ muốn kiếm người bạn gái như thế nào? Em chỉ cần kiếm một người bạn gái nói chung là đừng có nhõng nhẽo quá, nhưng mà cũng không cần phải trưởng thành quá, nói chung là hiểu với nhau là được, cũng đừng có ghen tuông quá mức. Ví dụ đi làm đồ thời gian bận thì cũng cố gắng thông cảm cho nhau. Ừ. Vậy thôi. Nhưng mà ví dụ một người ở quận 7, người ở quận 12 đi, thí dụ vậy là bao lâu gặp nhau một lần? Dạ có thể một tuần gặp lần hai lần là ok chị. À, trời, ở trong thành phố từng gặp hai lần là ít đó, lần hai lần là ít đó. Bạn trai tôi vậy tôi bỏ à. Thôi cũng được, thôi đi làm kiếm tiền mưu sinh ha. Dạ. Diễn tả coi cái mẫu người sao là mình thích nè, mập ốm cao thấp. À, mình hiện đại hay là cổ điển hay là mình thích như thế nào? Em chỉ cần bọn gái nhìn cái mặt hiền hậu mà dễ nhìn một chút xíu, cao ốm hay sao nó em cũng không quan trọng. Mập được không? Mập quá thì em cũng không. Giờ giữa mập với ốm chọn cái nào? Ốm này, ốm. Chọn ốm. Dạ, ốm. Thí dụ như bạn gái mua đen chút được không? Cũng được chị. Mặc đồ hơi sexy chút được không? Dạ cũng được chị. Có xăm mình chút được không? Chút thôi thì được. Chút thôi thì được. Chút là cỡ nào là được mà cỡ nào là không? Nhỏ nhỏ thì được chứ đừng có xăm mà kính tay kính chân là. Dạ. Nhuộm tóc được không? Dạ, nhuộm vẫn được chị. Vẫn được luôn hả? Có cái điều gì mình không thích ở người bạn gái không? Chắc không có cái điều gì á. Nói chung là em cũng dễ tính lắm chị. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn tìm một người chân thành, biết lo lắng quan tâm cho em, không có tính nóng giận như lúc mà nãy em kể, không lừa dối em. Cái bạn trai cũ mà trước bính em đó. Dạ. Là đẹp trai không vậy? Cũng không. Tôi tưởng nó mê trai hay gì chứ. Dạ không mê trai đẹp. Không mê trai đẹp. Trời ơi, đã xấu mà còn quýnh nữa. Trai sao cao thấp mập ốm như thế nào? Có cái gì? Cao hơn em là được. Em cao mét mấy? Dạ, 1m61. Cao mét mấy? Dạ, 1m72 chị. Hơi ốm nha. Bạn trai hơi ốm chút được không? Em thích người có da thịt. Thì em về em nuôi nó ăn cho nó có da có thịt. Có hình ảnh gì không cho chị Tường mượn coi. Có cái điều gì mà mình không thích ở người bạn trai không? Sự lừa dối. Sự lừa dối? Dạ. Về ngoại hình có cái gì mình không thích ở người bạn trai không? Dạ không. Trời đất ơi, tôi nhìn vậy tôi không biết bốn cô này cô nào luôn á. Coi thử coi, bốn cô đó có một cô đó. Hai anh này có một anh là cô thích anh nào? Thích cô nào trong bốn cô đó? Em nghĩ cô này. Cô cuối đó hả? Em nghĩ. Cô áo nâu nâu đó hả? Mà nếu cô đó là phải gu em không? Cũng ok luôn. Cũng ok luôn okay. Hả? Quá đúng luôn. Quá đúng luôn á hả? Hay quá, cầm đó, bên đây. Anh nào? Em nghĩ là đội nón. Đội nón, lý do sao chọn anh đội nón? Dạ hồi nãy có nghe chị Tường nói là hơi ốm. Chà, chắc nay là duyên tiền định cái gì nha. Chị trúng tóc luôn rồi. Rồi nhìn vô cửa trái tim nè. Mở cửa trái tim. Xin chào anh. Đây có phải em không? Hay ha. Bốn cô sao? Mà chọn đúng cái cô đó ha. Dòm kỹ bạn gái nè, đó. Thấy sao? Dạ, thấy bạn gái xinh dễ thương. Xăm vậy là nhiều hay ít? Dạ, vậy được đó chị. Còn xăm chỗ nào nữa không? Dạ đây. Rồi hết chưa?
Rồi. Hình xăm nó có ý nghĩa gì không? Mỗi hình xăm là một câu chuyện khác nhau. Câu chuyện gì? Câu chuyện nào? Có câu chuyện nào bị quýnh trong này không? Dạ không. Chứ câu chuyện gì kể chị Tường nghe coi, về gia đình hay về bạn bè hay về cái gì? Dạ về gia đình và cuộc sống. À, con tôi nó xăm 6 cái hình rồi quý vị. Bé này mới có 3 thôi nha. Chừng nào lấy chồng, người chồng nó cho xăm, xăm tiếp. Chị nói thiệt, tại chị cũng nói với con chị, xăm chỗ nào phải che được á, mình phải giấu được. Cái người nào mình cần cho coi thì mình cho coi. Nếu mà mình xăm mà lộ ra mình không giấu được á, là có những lúc mình cần phải giấu, mình giấu không được là mình mất cái lương duyên của mình. Chuyện này chị Tường đã từng gặp rồi. Hồi đó bạn trai Tường xăm mình từ lưa vô là mẹ chị đâu có chịu, mà mẹ chị không chịu là chị không lấy. Sao? Cảm xúc đầu tiên khi gặp nhau như thế nào? Dạ nó quá thích luôn. Khi gặp nhau phút đầu từ ánh mắt anh đã trao nụ cười. Khi nghe nụ anh nói mình cầm tay nhé, đưa em qua những con đường tình yêu. Em chẳng thể dối. Quá thích luôn hả? Trời ơi quá thích luôn. Ê tặng quà. Ê dạ quên mất. Quên luôn, quéo luôn rồi, đưa qua đây. Anh có món quà tặng. Lạng em cảm ơn, em cũng có món quà tặng cho anh. Cao 1m7 mấy luôn hả? Có điều hơi ốm thôi ha. Bộ trong chỗ công ty nấu ăn không ngon hay gì? Dạ em ăn ít chị ơi. Bữa nay khui qua. Dạ chắc rượu rồi. Cái gì rượu? Dạ khui ra đi, rượu. Tự nhiên ai tặng rượu ông chưa? Rượu mà rượu nào kích cỡ này? Nước hoa chị. Dạ không. Trời ơi ông này không đoán bay bả không à. Hấp tấp vội vàng. Cái đũa để ăn cơm. Không em nói dở cái chị. Cái bánh đũa hay gì vậy? Thơm rồi đó. Biết cái gì không? Nói cho đúng nha. Giờ nhìn rồi mà nó không trúng nữa chết à. Thôi hỏi cổ đi cho nó an toàn. Cái gì vậy? Ờ, cái đó là tinh dầu để thơm phòng á anh. Dạ rồi. Nè mình chấm chọt cây này vô phải không? Dạ đúng rồi. Một cây hay là một chùm luôn? Dạ một chùm luôn. Thọt nguyên chùm này mở lên, thọt nguyên nắp này vô để trong phòng vậy nè. Dạ. Cho nó ngủ nó thơm. Dạ. Mở cửa trái tim ra thì cảm xúc đầu tiên của em như thế nào? Nhận xét gì về cái anh này? Hơi ốm so với tưởng tượng. Hơi ốm ha. Để cố gắng gì em ăn cho nó mập lên. Cố gắng gì em ăn cho nó mập lên. Rồi thôi bây giờ cái đó là cái nhìn bên ngoài. Bây giờ chúng ta cần phải trò chuyện thêm một xíu để có thể hiểu nhau nhiều hơn. Thời gian ngắn trên chương trình thôi, cố gắng ha. Mình cần tìm hiểu gì mình cứ hỏi cho rõ. À, để mà mình coi trước mắt mình có tìm được một cái người bạn đồng hành chia sẻ với mình hay không. 30 phút trên chương trình thì không có thể nào gặp mà yêu nhau mà xét đánh được gì được đâu. Bây giờ chị Tường sẽ dành tặng cho hai bạn bữa ăn của chương trình và cho các bạn thời gian riêng thư vừa ăn vừa trò chuyện, rồi chị Tường sẽ quay lại nha. Ở đây có những cái lá bài, trong cái lúc mà hai bạn ăn uống với nhau đó, mình sẽ lần lượt mình bóc những cái lá bài này lên, nó có những cái nội dung ở trong này rồi mình cùng nhau mình chia sẻ những quan điểm ở trong này nha. Rồi xin mời các bạn. Bây giờ em xì xì đi, ai thắng thì bốc trước. À, thế xì xì. 1, 2, 3. Rồi, anh bốc trước đi. Bạn sẽ làm gì khi người yêu có một người bạn khác giới cực thân? Em nghĩ là nếu như mà giữa hai người có giới hạn, biết giới hạn với nhau á, thì em thấy ok, em cũng không phải là người ghen tuông quá mức. Nếu như em có một người bạn thân khác giới mà thân thì sao? Đừng có thân quá mức là được. Nói chung mình thân là chỉ về ví dụ đi ăn uống rồi vậy thôi, chứ đừng có kè cặp đồ nhiều quá, cũng anh cũng không thích. Dạ. Yeah. Anh nghĩ sao về một cô gái nhõng nhẽo? Cũng không sao, nhưng mà đừng có nhõng nhẽo quá là được. Biết lúc nào nhõng nhẽo mà lúc nào chỉnh chạc cũng được. Anh không quan trọng. Kết hôn khi còn quá trẻ anh nên hay không? Em nghĩ là tùy thôi. Nếu như mà mình cảm thấy hợp thì mình kết hôn với nhau. Còn anh thì nói chung mình hợp thì anh cũng tính như em vậy, hợp thì đến với nhau còn... Nhưng mà nó còn nhiều về khía cạnh khác, thí dụ như về tài chính. Khi mà mình yêu nhau á, thì những vấn đề tài chính nó khác. Nhưng mà khi mà mình cưới nhau về nó có nhiều cái chi phí phát sinh khác nhau. Cho nên là em nghĩ là chưa nên. Đúng rồi, phải tìm hiểu. Chưa nên lắm. Đúng rồi, phải tìm hiểu. Anh có thấy phiền không khi bạn gái nói quá nhiều? À, nói nhiều quá thì anh cũng hết. Nhưng mà nói vừa vừa phải biết lúc nào nói là... Ý là nếu như mà em kể anh về ngày hôm nay của em có những gì á à, thì anh cảm thấy sao? Anh sẽ nghe và chia sẻ cùng em cái câu chuyện đó. Còn công việc của em là ngày nào là em rảnh? Nếu như mà em làm part time thì em rảnh rất nhiều. Em chỉ bận mỗi thứ 2, 4, 6 vào buổi tối là để em đi học thôi. Còn lại là những ngày khác em rảnh. Ok, vậy được, anh cũng rảnh. Chủ nhật thì anh cũng rảnh. Còn ví dụ giữa tuần cũng đi xem phim hay gì thì anh suy nghĩ. Dạ. Em vào đây là vào cùng gia đình hay sao? Dạ, em vào một mình. Rồi Tết về quê đúng không? Dạ đúng rồi.
anh cũng vào một mình. Anh có người thân gì ở trong đây không? Có bà con, có người quen cùng quê thôi chứ không có người thân. Có hay đi qua nhà người quen chơi không anh? Có, bạn bè nói chung cũng có qua lại chơi. Em thấy anh sao? Thấy nói chuyện cũng hiền nhưng mà chưa biết sao, tại vì em chưa có tiếp xúc gì nhiều, cần tìm hiểu nhiều thêm. Có gì lát này cho nhau cơ hội. Anh cũng thích xem phim rồi nghe nhạc rồi vậy. Sao anh biết em thích xem phim với nghe nhạc? Anh cũng thích mà, anh cũng thích xem phim nghe nhạc rồi. Anh có biết nấu ăn không? Nấu mấy món đơn giản thì anh sẽ nấu được, còn mấy món khó thì anh không nấu. Dạ, rửa chén anh có rửa được không? Dư sức, cái đó dư sức luôn. Anh có muốn hỏi em không gì? Anh chỉ đơn giản là biết cái công việc thời gian của em thôi, là anh thấy được là anh cũng không có thúc. Có nhậu. Đi nhậu? Đi nhậu thì có. Có nhậu nhiều không? Có, nói chung cũng vừa phải thôi. Vừa phải thôi chứ không gì. Tầm mấy lon anh? Nói thiệt nha. 7-8 lon là nhiều lắm, là 10 lon hết cả rồi. Vậy là nhiều rồi đó. Nói chung là vui khi anh mới uống vậy. Nhưng mà một tuần thì anh đi nhậu mấy bữa? Anh tháng nhậu 2 lần là hết cả rồi. Vậy thì được rồi. Nhậu vui thôi chứ anh không có nhậu lại. Dạ. Em biết nấu ăn không? Em nấu ngon, em thích nấu ăn nữa. Cho nên là em mới nói là anh có rửa chén được không? Thì được, em anh nấu rửa chén không? Anh rửa được luôn. Anh nhậu anh hay rửa chén không? Nhậu nhà ông chủ là anh rửa chén hết luôn. Dạ. Nếu như mà sau này mình có tiếng xe tới á, thì em muốn là vẫn ở Sài Gòn. Anh suy nghĩ như thế nào? Anh ở Sài Gòn vẫn được, tại vì anh ở là 6 năm rồi. Còn em là nhất quyết phải ở đây luôn. Hay là về Đồng Nai? Em thì em ở Sài Gòn. Còn sau này sẽ xa nữa thì em không biết nữa. Không chịu ăn luôn, ngồi tâm sự không, nói riết hả? Nãy giờ tâm sự hết trong này chưa? Dạ hết rồi. Mấy chủ đề của tôi hết rồi đó hả? Dạ hết rồi. Qua tâm sự những cái chủ đề đó thì thấy là có hợp nhau không? Nói chung là có hợp, nhưng mà có cái cách hôn là hai đứa là kêu từ từ mới cách hôn thôi, chứ còn... Ủa nếu mà hai đứa cùng kêu từ từ thì có nghĩa là cũng hợp suy nghĩ rồi. Dạ. Em cũng muốn từ từ. Dạ từ từ. Bên đây cũng muốn từ từ. Thì bên em muốn từ từ là đúng rồi, cổ mới 19-20 tuổi à. Rồi sao em cũng muốn từ từ luôn? Dạ, em nói chung thì 1-2 năm nữa vẫn được vậy. À. Dạ, em vẫn chờ được. Vẫn chờ được à? Em muốn còn trẻ mà thôi. À. Dạ. Nhưng mà thật sự là em bao lâu nữa thì em mới muốn lập gia đình? Khi mà em thấy người đó ổn định, lo được. Ừ. Đương nhiên là chi phí không phải là đối phương lo hết, mà là cả hai. Ừ. Là em muốn học xong, có công việc ổn định, mức lương ổn định để lo cho cuộc sống sau này. Ừ. Thì em mới quyết định kết hôn. Ừ. Hồi nãy chị cũng có hỏi em là ai đăng ký ra cho em tham gia chương trình này, là em tự đăng ký hả? Em có nhờ bạn em đăng ký giùm. Ai? Bạn em. Bạn em là ai? Ở trong đây. À, bạn em đăng ký giùm cho em. Bạn đâu? Bạn là đứa nào? Vô đi. Bạn thì sao? Vô đây. Là cái thằng nó quýnh em đó hả? Có. Bạn trai cũ đăng ký cho tham gia chương trình. Hồi đó quen qua game đó. À, quen có chơi game nữa. Dạ, chơi hay. À, rồi quen qua game rồi sao chia tay thằng đó? Có nhiều lý do, mấy bạn ở trong clan thôi, ở trong cái hội game đó thôi. À, thằng đó cũng tốt quá ha, đăng ký cho tham gia chương trình hẹn hò luôn. Ngày mai mốt là rủi như mà bạn gái mình với mình không hợp với nhau rồi, em có sẵn sàng giới thiệu bạn gái mình cho người khác tốt hơn không? Dạ không, em im luôn nha. Em im luôn. Dạ, em im. Không có dễ dàng gì, mình phải thuyết phục cổ, bây giờ nói không được mình hát bài coi. Để sao được. Nghe hát không? Thôi hát đi. Làm bị thắt cổ vậy. Còn không nữa là hết đất. Rồi hết đất. Bây giờ ốm yếu quá, bây giờ đủ như quen với cổ rồi đi chơi, cổ vấp cổ té cái hay gì rồi có ẩm cổ nổi không? Hết đất được. Mấy cái? Tùy lực. Em dễ giải ghê á. 20 cái. 20 cái. Trời ác quá. 20 cái dễ quá vậy. 20 cái dễ quá vậy. Dễ quá hả? Mời em. Đó, cái này em nói dễ cho chị tính cứu em 10 cái nha. Ở trên đường vườn may ốm không có yếu đâu. 1 rồi hết sâu à. Đếm đi. 5 6 7 Thấy nhiều ông vô đây hết ra cái đít chu lên mà không có xuống sát như bạn này. Bạn này công nhận ốm mà khỏe. 6 7 Khỏe. Được. Được rồi. Được rồi. Thôi được rồi. Thôi được rồi. Được rồi. Trời ơi ngon. Ngon nha. Chị nói em nghe, mấy bạn lên đây hít đất á, toàn là cái đít chu lên chu xuống vậy nè. Hít mà đâu có xuống được đâu. Xuống là nằm dài luôn. Được. Thở thở. Dạ. Được chưa? Rồi bình tĩnh chưa? Thôi bây giờ em bước qua đây. Rồi em đứng lên. Cho hai bạn 30 giây. Mình quay vô nhìn nhau. Xin phép bạn gái nắm tay nhau. Để mình đo cảm xúc của mình xem là mình có cái rung động, có sao xuyến gì hay không. Nhìn thẳng mặt nhau, kỹ mặt nhau, muốn nói gì nữa không thì nói giây phút này. Rồi mình về chỗ mình quyết định có hẹn hò với nhau hay không. Mời hai bạn. Cho anh nắm tay em cái được. Mình đã đến cái chương trình rồi, mình cũng có duyên với nhau rồi thì mình cho nhau cơ hội. Có gì thì mình tìm hiểu sao. Em có đồng ý không?
Cảm ơn em. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Bây giờ thì suy nghĩ cho kỹ. Nãy giờ trò chuyện, ăn uống, trao đổi, có nắm tay nhau rồi, nhìn nhau rồi, thích đất, thích đồ, thật ra là cho vui thôi. Bây giờ là cái phút lắng động. Các bạn đều là những bạn trẻ, mình cũng xa xứ đúng không? Mình lập nghiệp, nếu mà mình có được cái người bạn đồng hành, cùng chia sẻ, hỏi han, ốm đau bệnh hoạn, lo lắng cho nhau thì cũng rất là vui. Thì nếu mà mình thấy nó có chút tương ứng, phù hợp, có chút xao xuyến, nếu tình cảm không có mà lý trí mình thấy cũng ổn thì mình cũng cho nhau cơ hội. Còn nếu mình thấy đây không phải đối tượng mình tìm kiếm, mình không thấy phù hợp, mình không thích thì mình có quyền không bấm. Bấm hay không là quyền của các bạn. Cơ hội là chương trình tạo. Còn nắm bắt hay không là do các em. Đặt tay vào nút bấm, nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý bấm mạnh, không đồng ý có quyền lấy tay ra. Nhắm mắt lại. Một. Kết hôn khi còn quá trẻ em nên hay không? Thí dụ như về tài chính, khi mà mình yêu nhau á thì những vấn đề tài chính nó khác, nhưng mà khi mà mình cưới nhau về nó có nhiều cái chi phí phát sinh khác nhau, cho nên là em nghĩ là chưa nên. Em muốn tìm một người chân thành, biết lo lắng quan tâm cho em, không có tính nóng giận như lúc mà nãy em kể, không lừa dối em. Bấm thì bấm mạnh, không bấm thì lấy tay ra. 2 3 Hết thời gian. Sao bấm chậm vậy? Thấy người ta số 1 bấm liền không? Người ta bấm nút mà em giật mình. Sao em bấm lẹ vậy cưng? Dạ, em chốt liền. Chốt liền luôn hả? Em bấm một cái tự nhiên cũng giật mình luôn á. Rồi mời em qua, qua bên đây. Chúc mừng em. Qua đây, nắm tay bạn gái, đứng lên. Đây, gửi tặng em món quà của chương trình nha. Nắm tay nhau đàng hoàng coi. Kính thưa quý vị, một cô gái 19 tuổi mà tôi cũng không tin ở ngoài cổ ế. Nhưng mà thôi, mình phải tin, nhiều khi ở ngoài có nhiều mối quan hệ nhưng mà lại tin tưởng chương trình, tin tưởng chị Cát Tường. Tương lai các bạn còn rất là dài, không biết các bạn ấy có đến được với nhau hay không. Nhưng mà trước mắt mình đã bấm nút hẹn hò trong chương trình thì phải cố gắng vun đắp cái tình cảm này, tìm hiểu nhau, chân thành với nhau. Chúc cho hai bạn có những cái thời gian bên nhau nó vui vẻ, nó hạnh phúc. Đó cũng là giá trị của cái tình yêu của tuổi trẻ rồi ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Kính thưa quý vị, đối với những cặp đôi thành công thì chương trình sẽ dành tặng cho hai bạn một phần quà. Đó là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speakable vừa ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu và giúp cho các cặp đôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Và các tôi cũng xin thông báo một thông tin để tuyển chọn những người đăng ký tham gia chương trình hẹn ăn trưa. Nếu như quý vị đang tìm kiếm một nửa yêu thương của mình, đừng ngần ngại, hãy gọi điện thoại ngay đến số hotline của chúng tôi 0942 461 309 hoặc là mình có thể liên hệ đến fanpage của hẹn ăn trưa để các tường có cái cơ hội gặp gỡ và mai mối cho các bạn nhé. Và mình nhớ hãy chia sẻ giúp cho Tường thông tin này thật nhiều để cho nhiều người họ biết đến chương trình, biết đâu họ sẽ tìm được một nửa yêu thương ngay tại chương trình này. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và hãy nhớ đón xem chương trình của chúng tôi vào khung giờ rất quen thuộc 17:40 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9, 18:00 thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ thì Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị tuần sau nhé.